Lịch thi đấu bóng đá, dự đoán tỷ số và kết quả vòng 3 cúp Liên đoàn Anh diễn ra rạng sáng 24/9 theo giờ Việt Nam, được cập nhật đầy đủ tại đây. Rạng sáng nay, Manchester United đã giải được hạn của mình khi giành chiến thắng 3-0 trên sân Luton Town, nhờ đó lọt vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh. Rạng sáng mai 24 tháng 9 theo giờ Việt Nam sẽ chứng một cặp đấu toàn ngoại hạng Anh khi Arsenal làm khách tại sân King Power của Leicester City. Như chúng ta đã biết, Leicester City và Arsenal đã thắng cả hai trận đấu đầu tiên của ngoại hạng Anh và nằm trong top dẫn đầu, nhưng đội chủ nhà có hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc là 7/2. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với một Leicester City của mùa trước chỉ cố giành chiến thắng tối thiểu để chen chân vào top đầu, nhưng rồi bị Manchester United giật lấy chiếc vé dự Champions League vào phút cuối. Lối đá khoáng đạt đã trở lại với đoàn quân của huấn luyện viên Brendan Rodgers và đây chính là điều Arsenal đang lo ngại. Đội bóng của London cũng có khởi đầu tốt ở mùa giải này, nhưng trước các đối thủ chơi thiên về thể lực và rình rập như Leicester City, pháo thủ thường gặp khó khăn nhất định, nên đó là lý do họ từng thất thủ tại King Power trong quá khứ 3 trận liên tục gần đây nhất. Hay nói rộng hơn, Arsenal chưa từng thắng Leicester tại King Power 5 năm qua. Hy vọng lần này huấn luyện viên Arteta biết cách trị được Leicester City như cách họ trị Liverpool ở trận tranh siêu cúp nước Anh đầu mùa. Ở trận đấu đáng quan tâm còn lại, Chelsea sẽ cố gắng làm người hâm mộ quên đi thất bại 0-2 trên sân nhà trước Liverpool tuần trước. Được trang bị tận răng nhưng huấn luyện viên Lampard vẫn chưa nghĩ ra cách lắp ghép đội hình đầy sao của mình thành một khối hoàn hảo. Gặp đối thủ đang chơi thấp hơn mình một giải đấu sẽ là cơ hội để Chelsea rà soát mọi thứ để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.